Xin chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh Lan Nguyễn TV. Lời đầu tiên cho Lan được gửi tới tất cả các quý vị lời chào và lời chúc sức khỏe. Cái thông tin nóng hổi chiều hôm qua đó là ba cha con của ông Tân Hiệp Phát, Đắc Tô Thanh đã bị công an bắt và khởi tố. Ngay sau đó, buổi chiều ngày 10 tháng 4 năm 2023 đã khám xét tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chiều ngày 10 tháng 4, các lực lượng Bộ Công an đã phong tỏa để khám xét trụ sở tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát tại đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là lực lượng của Bộ Công an thực hiện khám xét tập đoàn Tân Hiệp Phát. Nguồn tin chưa tiết lộ về những biện pháp tố tụng đối với các cá nhân và các lãnh đạo công ty. Như vậy chúng ta mới thấy là vụ này là Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo và triển khai. Có lẽ những dự đoán của chị Nguyễn Phương Hằng đã đúng và những khát vọng mà chúng ta mong muốn đã đúng. Tức là Trung ương phải dúng tay vào cái phía Nam này và Bộ Công an phải nhúng tay vào những vụ án mà trước kia chị Nguyễn Phương Hằng đã có những cái tố giác. Vậy thì rất nhiều quan chức đã bị bay ghế. Nhưng đằng sau những cái vụ bay ghế đó là những tập đoàn, là những công ty, là những ông chủ đã tiếp tay cho cán bộ nhận tiền và móc ngoặc với nhau để tạo thành một ekip. Và giờ này người ta gọi là liên minh ma quỷ, lợi ích nhóm đã lần lượt bị tháo gỡ. Trong câu chuyện mà chị Nguyễn Phương Hằng tố giác tội phạm thì chúng ta đều thấy chị nhắc đến Đắc Tô Rùi và bên cạnh đó chính là cô ca sĩ Đồng Xanh. Nhiều người nói rằng tại sao cô này, cô ấy khẳng định rằng cô ấy khởi kiện chị Nguyễn Phương Hằng và cô ấy chắc thắng 100%. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều thu lộng gió, cô ấy đã ra đi và đã nói lời biệt ly, tức là muốn trở về Mỹ, nhưng không biết sự cầu cứu đó của cô ấy có trở thành hiện thực hay không. Tại thời điểm này, bức tường thành bảo vệ cho cô ấy, người ta vẫn tình nghi đó là một ông chủ rất giàu có của một tập đoàn nước giải khát, có thể gọi là số 1 Việt Nam. Nói đến tập đoàn Tân Hiệp Phát, người ta không thể nào không nhắc đến một tiến sĩ ông chủ tập đoàn, đó chính là ông Đắc Tô Thanh. Tân Hiệp Phát được thành lập từ năm 1994, là một doanh nghiệp hàng đầu về nước giải khát tại Việt Nam, do tiến sĩ Trần Quý Thanh là người sáng lập, hay còn gọi là Đắc Tô Thanh. Hiện, ông là Tổng Giám đốc, bà Trần Uyên Phương, con gái của ông Thanh, là Phó Tổng Giám đốc điều hành. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là một tập đoàn, một công ty gia đình. Hai cô con gái của ông ấy là những cánh tay đắc lực đã giúp cho ông chủ trở thành một cái thương hiệu tại Việt Nam. Nói đến hai cô con gái của ông Đắc Tô Thanh thì người ta không thể quên được một câu chuyện từ năm 2020. Đó là vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2020, một đoạn clip dài hơn 20 phút ghi lại hình ảnh bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh, quỳ lạy khóc lóc van xin dưới chân bà Uyên Phương, ái nữ của ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, tại trụ sở của Tân Hiệp Phát nằm trên đường quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, khiến dân mạng nói chung và giới bất động sản nói riêng một phen xôn xao và thực sự sốc. Không sốc làm sao được khi hình ảnh một bà trùm bất động sản Bình Dương và Đồng Nai với quỹ đất sạch lên đến hàng trăm hecta, trị giá hàng chục nghìn tỷ, có hàng chục công ty thành viên và hàng nghìn nhân viên như bà Kim Oanh lại phải lạy một người nhỏ tuổi hơn mình nhiều trong bộ dạng tóc tai bù xù, bộ vest trắng nhầu nhĩ, mặt mũi hốc hác như vậy. Bởi trong cuộc đời mỗi con người, theo lẽ thường, họ chỉ phải quỳ lạy trong 3 trường hợp, như là trước tượng Phật hoặc Chúa, trước cha mẹ và trước người đã mất. Vậy mà tại sao bà Kim Oanh lại phải dẫn con của bà rồi quỳ lạy ái nữ nhà ông Tân Hiệp Phát? Hãy nhìn lại diễn biến của vụ việc như sau. Người ta nói rằng phải chăng bây giờ ác giả ác báo. Vụ việc xảy ra
vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ/VP/CQ/CSĐT/P4 liên quan đến hai bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, đều là con gái của ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Bình Dương, gọi tắt là THP, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Theo đơn tố cáo, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua các việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp gây thiệt hại cho công ty cổ phần và đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, gọi tắt là Kim Oanh, hơn 1.000 tỷ đồng. Theo nội dung đơn tố giác tội phạm của Kim Oanh gửi lãnh đạo Bộ Công an khi muốn vay 350 tỷ từ Tân Hiệp Phát, công ty Tân Hiệp Phát đã bắt Kim Oanh phải giả cách cho vợ chồng ông Phạm Minh Hoàng và bà Hồ Thị Diễm Trang đứng tên 50% cổ phần công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai do Kim Oanh làm chủ sở hữu, có tài sản là dự án Minh Thành. Sau đó tiếp tục bắt Kim Oanh lần nữa giả cách cùng vợ chồng Minh Trang bán 100% cổ phần công ty Minh Thành cho THP, tức là Tân Hiệp Phát. Đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, Tân Hiệp Phát và vợ chồng Minh Trang đã biến giả thành thật, không trả lại tài sản cho Kim Oanh. Trao đổi với báo Pháp Luật Việt Nam, cơ quan của Bộ Tư pháp, bà Oanh chia sẻ lý do bà phải dẫn đàn con sang trụ sở của Tân Hiệp Phát và quỳ lạy Trần Phương Nguyên, ái nữ của nhà Tân Hiệp Phát. Dự án cả ngàn tỷ, tôi cầm cố vay có 350 tỷ, trả cho ông Minh và bà Trang 115 tỷ, trả lãi Tân Hiệp Phát hơn 90 tỷ, bị Tân Hiệp Phát phạt 35 tỷ, mất cho cò phú hơn 17 tỷ, vậy tôi chỉ còn cầm được có hơn 80 tỷ. Tài sản nghìn tỷ mà chỉ đổi được 80 tỷ, còn uất ức nào bằng. Thế nên tôi tuyệt vọng, tôi phải quỳ xuống khóc lóc van xin, tôi van xin, tôi lạy vì tôi không muốn đối đầu. Nhưng bỏ mặc người đàn bà khốn khổ đang quỳ lạy là một thái độ dửng dưng của một kẻ có trong tay cả ngàn tỷ. Như vậy, người ta mới nói rằng thời đó, bố con ông Tân Hiệp Phát mạnh như vũ bão, vững như thành đồng và rất nhiều người đã phải đi tù dưới bàn tay của một ông trùm như vậy. Và tại thời điểm này thì tất cả những ý kiến đều tập trung vào một cô gái, đó chính là cô ca sĩ Bông Lan Trứng Muối. Có phải chăng ông Tân Hiệp Phát rơi vào tình cảnh như thế này là tại cô Bông Lan Trứng Muối? Nếu cô ta không xía mõm vào chuyện của người ta thì chắc chắn không có chuyện đấu tố và có lẽ ông chủ tịch Tân Hiệp Phát vẫn vững như thành đồng. Quay trở lại câu chuyện ông Tân Hiệp Phát cùng hai cô con gái bị bắt tạm giam và khởi tố, thì người ta nói rằng với những tội danh lớn như vậy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay nặng lãi lên đến hàng nghìn tỷ đồng, thì ông chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ đối mặt với khung hình phạt nào? Thì cũng vào chiều ngày 10 tháng 4 năm 2023, trên trang báo Dân Trí có một bài viết nói rằng theo luật sư, ông Trần Quý Thanh và hai con gái bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với điều khoản bị khởi tố, ba bị can có thể phải đối mặt với mức án từ 12 cho đến 20 năm tù. Ngày 8 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Quý Thanh cùng hai cô con gái thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Các quyết định, lệnh của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, Bộ Công an đã giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 điều tra xác minh giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng cô con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác
đã thực hiện những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản tại các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020. Quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định hành vi của ông Trần Quý Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Với tội danh mới bị khởi tố, ông Trần Quý Thanh và hai người con sẽ đối mặt với những khung hình phạt rất cao. Liên quan tới vấn đề này, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, Điều 175 Bộ Luật Hình sự hiện hành đã quy định hành vi thuộc mặt khách quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thể hiện ở hành vi chiếm đoạt toàn bộ hay một phần tài sản đã được giao trên cơ sở thỏa thuận đã được cam kết giữa chủ tài sản và người có hành vi chiếm đoạt. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được thực hiện với lỗi cố ý hay trực tiếp. Cố ý trực tiếp là trường hợp người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra, tức là người phạm tội biết rõ tài sản mà vẫn thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác và mục đích của người phạm tội là muốn chiếm đoạt và biến tài sản của người khác thành tài sản của riêng mình. Hậu quả của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là thiệt hại về tài sản mà cụ thể là giá trị tài sản bị chiếm đoạt. Về hình phạt, Điều 175 Bộ Luật Hình sự quy định mức hình phạt nhẹ nhất tại khoản 1 điều này có hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc cải tạo không giam giữ từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 4. Theo đó, bị can Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định người phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 cho đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm các chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Và tất cả những vụ án xảy ra, tất cả những ghế bay vèo vèo và tất cả những ông chủ núp bóng những công ty, những tập đoàn, những tỷ phú đã tiếp tay cho các quan chức như thế nào? Chúng ta nhìn lại toàn cảnh drama của chị Nguyễn Phương Hằng thì có những sự trùng hợp không hề nhẹ liên quan đến sự tố giác tội phạm của bà Phương Hằng. Những nhân vật mà bà Phương Hằng nhắc đến một cách trực tiếp hay gián tiếp trên các livestream thì đều lần lượt bị bắt với các lý do khác nhau. Nhà báo Hàn Ni, ông luật sư Trần Văn Sĩ bị bắt vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị bắt liên quan đến các tội lừa đảo chiếm đoạt, lạm dụng tín nhiệm tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản. Còn cô ca sĩ Đồng Xanh thì bị triệu tập liên quan đến đơn tố giác của con trai bà Phương Hằng. Sau khi đến làm việc thì cô ca sĩ Đồng Xanh còn đăng đàn cầu cứu để được rời khỏi Việt Nam sang Mỹ cùng với các con. Bà Phương Hằng bị tạm giam từ cuối tháng 3 năm 2022, tính đến nay đã hơn một năm. Đến cuối tháng 3, khi các đề nghị tạm giam đã kết thúc, thì một lệnh tạm giam mới được ban hành 19 ngày. Và sự trùng hợp là chỉ vài ngày sau lệnh gia hạn tạm giam, thì ông Đắc Tơ Thanh cùng hai con gái cũng bị tạm giam để điều tra. Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây và đôi khi những sự trùng hợp có thể là ngẫu nhiên. Có những câu hỏi được đặt ra là tại sao bà Hằng lại bị tạm giam lâu như vậy? Tại sao những cá nhân được bà Hằng nhắc tên lại lần lượt sổ khám? Liệu sau này sẽ còn cá nhân nào nữa hay không? Vụ án bao giờ sẽ khép lại? Liệu khi bị tạm giam có những bằng chứng gì về các nhân vật khác mà đã được bà Phương Hằng gửi đến các cơ quan điều tra hay không? Và dù diễn biến tương lai như thế nào thì rõ ràng những gì mà bà Phương Hằng nói đều có những giá trị nhất định và không phải là vô lý.
Nhiều người cười cợt và hả hê khi việc bà Phương Hằng bị bắt, rằng khi ấy bà bị bắt thì những gì họ làm sẽ được tẩy trắng và vô tội. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Đôi khi việc bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt lại khiến cho những lời khai, bằng chứng đến với cơ quan cảnh sát điều tra một cách trực tiếp, rõ ràng hơn và cũng an toàn hơn. Một sự trùng hợp diễn ra thì chúng ta có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng có quá nhiều sự trùng hợp đến cùng một lúc thì không phải là một sự ngẫu nhiên nữa. Tất cả tình tiết chúng ta hãy chờ đợi kịch hay ở những màn tiếp theo. Như vậy, bố con ông Trần Quý Thanh có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất tại khoản 4 điều 175 Bộ Luật Hình Sự thì có thể là phải bị phạt tù từ 12 đến 20 năm. Hiện nay thì ông chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng con gái đã bị bắt tạm giam và đã khám xét nơi ở, nơi làm việc. Người ta nói rằng đây cũng là một ông trùm đứng sau lưng rất nhiều những câu chuyện tày trời. Vậy những câu chuyện đó tình tiết như thế nào? Chúng ta hãy đón chờ những thông tin tiếp theo. Bây giờ thì Lan xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả các quý vị đã theo dõi những thông tin mà Lan chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!